Đây các bác nhá, với dòng xe Vios thì bản chất của nó đã có cái bi projector rồi, nhưng mà nó sẽ sử dụng là cái bóng halogen nên là khi mà cho ánh sáng nó hưởng tốt đó. Thì bác chủ qua bên em nâng cấp cái bộ bi led X-Line V20. Thì cái bộ bi này thì mình chỉ tháo cái bi projector cũ ra và lắp cái bộ bi mới vào thôi, thì nó lắp như zin như này đây các bác nhá. Đây đấy, lắp như zin luôn đó. Thì sau này các bác mà muốn thay thế hoặc là về zin thì chỉ việc lắp cái bi cũ vào là được. Đó. Còn đây là ánh sáng thực tế của cái bi X-Line V20 này các bác nhá. Đó. Đây. Đó. Với cái bộ này thì nó sẽ cho cái công suất của mình khá là cao. Đó, sẽ gấp 4 đến 5 lần so với cái bi nguyên bản. Đó, đèn nguyên bản. Đây là ở chế độ cốt này. Đó. Và nhiều bác cứ bảo là độ đèn thì sẽ gây chói cho người đối diện, nhưng mà khi các bác lắp thay bóng led ấy, đấy, các bác thay bóng thì cái ngay cả là bóng nguyên bản của nó là halogen thì nó cũng làm chói cho người đối diện khi các bác lên pha. Đấy, còn nếu mà ở với cái dòng khi mà lên bi ấy, nó sẽ có cái mặt cắt như này, và với hệ thống Akala Auto 365 Thái Nguyên thì bên em sẽ có những cái mức vạch căn chỉnh. Đấy, sẽ có máy laser để căn chỉnh trụm tâm của bi này. Đấy, của đèn nhé. Nên là với một dòng xe, mỗi dòng xe thì sẽ có cái khoảng cách căn khác nhau. Đó, để khi mà các bác đi cốt thì không bao giờ gây chói cho người đối diện. Đó, còn các bác lên pha thì kiểu gì nó cũng chói, kể cả là đèn nguyên bản nó cũng đã chói rồi. Đó. Đấy, với cái bộ đèn này thì khi mà ở ánh sáng cốt nó sẽ cho ánh sáng cốt nó giải cốt nó rộng hơn. Đó, còn đây là pha này. Đó. Các bác có thấy không, khi mà đi pha này thì các bác đi cao tốc hoặc là đi vào những đường trời sương mù nhẹ hoặc là mưa, và mình đi không có đèn đường thì các bác đi những tầm này thì quá là đảm bảo an toàn cho mình luôn, đúng không ạ? Đó. Bác nào đang sử dụng xe mà xe mình đèn quá tối mà chưa biết nâng cấp đèn ở đâu thì các bác hãy nhớ tới Akala các bác nhé.